Và quay trở lại video tô màu của mình hôm nay, chúng ta cùng tô màu bức tranh về cô gái đầu to nha các bạn. Và bây giờ hãy cùng mình tô màu. Đầu tiên thì mình sẽ tô màu chùm bướm trước nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu mái tóc nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu chiếc váy nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu những bông hoa nha các bạn. Ở đây
thì có một bó hoa rất là đẹp, thì đầu tiên mình sẽ lựa chọn tông màu. Bó hoa này sẽ lựa chọn tông màu đỏ. Sẽ cho một bông hoa màu hồng. Như vậy thì mình đã tô màu và thiện xong bức tranh về cô gái đầu to rồi nha các bạn. Các bạn đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn mọi người những video tô màu tiếp theo của mình.